Tiếp tục cập nhật về vụ phóng tên lửa vào sáng nay của Triều Tiên. Trong thông báo mới nhất, quân đội Hàn Quốc cho biết là Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc được hãng tin Yonhap dẫn lại nêu rõ hai tên lửa của Triều Tiên được phóng đi từ vùng Sunan ở Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 03 phút sáng. Đây là vụ phóng tên lửa thứ tư của Triều Tiên chỉ trong chưa đầy một tuần qua, tiếp sau các vụ phóng ngày 25 tháng 9, 28 tháng 9 và 29 tháng 9. Tuyên bố cũng nêu rõ quân đội Hàn Quốc đang tăng cường khả năng giám sát và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất hai vật thể được cho là tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển gần Nhật Bản. Đài truyền hình NHK dẫn nguồn tin chính phủ cho biết cả hai tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống khu vực ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có chuyến thăm tới Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần này và Hải quân Mỹ-Hàn vừa tiến hành cuộc tập trận chung lá chắn tự do Unchi, cuộc tập trận chung quân sự lớn nhất trong 5 năm qua với sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ. Ngoài ra, Hải quân Mỹ-Nhật-Hàn cũng vừa tiến hành một cuộc tập trận chống tàu ngầm ở vùng biển quốc tế trên biển Hoa Đông.